À, Hải ơi, dạ, bây giờ anh muốn khám phá cái kho mà kho mình cất giấu mấy cây đẹp ở dưới của Hưng Thịnh á. Dạ. Cho phép không? Được anh, tự nhiên anh cho có quảng báo ra ngoài không? Có quảng báo. Có quảng báo chứ lẽ mình ôm, đúng không? Có sợ gì không? Không, không, trời. Sợ nhà nước đóng thuế rồi này kia nọ. Trời, mình cửa hàng mình đây, mình đi đâu. Hả? Tại bà. Không, mình đóng thuế đàng hoàng chứ. Ừ, dạ. Hả? Đóng thuế đàng hoàng không? Đàng hoàng chứ. Thiệt không? Thiệt. Ok, vậy ok. Đóng thuế nghiêm chỉnh đàng hoàng đúng không? Dạ. Cho quảng báo thoải mái đúng không? Dạ. Ok ok, nói chung mình quay riết thì người ta cũng biết rồi đúng không? Dạ, dạ. Nhà nước họ cũng biết rồi. Ở đây có chiếc có nhiều chiếc to khủng đẹp quá mà cất đây ha. Dạ. Isuki T8000. Như con này thì nó khoảng bao nhiêu mã? Con này 80 mã. 80 mã lực hả? Rồi mấy cái nắp hông này nó có không? Có chứ, cũng có đó. Dạ. À vậy hả? Dạ. Tại sao mình để ra vậy? Để khách coi xe anh, cho dễ thấy hả? Dạ. Ta mua xe coi. Mấy cái vòng này để làm gì ta? Thôi, mình bó tay. À. Ồ, nó sử dụng hai cái kèn dạng kèn hơi luôn ta. Dạ. Cái đó mình mới mua mình gắn vô hả? Dạ. Của bên nó vậy á, chả biết mình nhập nó về có luôn á. Phải không? À, ừ. Bán lại anh đi, về anh gắn xe hơi. Ồ, con động cơ 6 máy luôn ta. Dạ. Wow, dữ dằn ha. 8.000. Như mấy cây mà mình dọn đẹp như vậy rồi khách họ mua rồi họ có phiền hà gì không? Không, anh bình thường đâu. Máy móc thì nó nguyên zin thì mình thấy nguyên bản nguyên zin hết nè. Dạ. Nguyên zin 100% luôn, không đụng chạm gì luôn á, không đụng một con ốc luôn á. Dạ. Nhưng mà dạng áo thì mình thấy có dặm nè. Dạ. Có dặm có tốt nè. À, chắc có lẽ bên này thích đẹp ha. Dạ, đúng, rồi, đúng không? À, làm cho tươm tất. Còn con này thì con M75 M175 này thì nó nằm khoảng nhiêu mã lực? 75 mã hả? Cái dòng lớn này tay lái chờ lực hết đúng không? Đúng rồi. Cái con M1 này thì khá đẹp ha. Dạ. Mình bán về mình có bảo hành bảo hết gì không? Ai kệ, anh sẽ bảo hành cho con nguyên bản hết chứ, ai đồ về sao nó xài đúng xe không? Xe cũ, xe cũ mà sao bảo hành rồi có bảo hành được không? Bảo hành nguyên bản anh đồ, cái lai bô nguyên bản. À, bảo hành nguyên bản. Đúng rồi. Có nghĩa là không bùa gì hết đúng không? À. Có nghĩa là không bùa, thí dụ như là xe nó bơm ngon đi tháo bơm gắn bơm bơm tàu lao vô cho nó xài. À, chứ không có phải bảo hành là người ta hư mình sửa cho họ. Không, mình xin cái địa mà. Nhưng mà thường thường mấy cái đồ nhập này thường thường nó bờ lắm anh. À. Thí dụ như mình mới bán nó có trục trặc gì mình thuê bảo hành cho họ chứ. Đúng rồi, nó là nhiều hỗ trợ cho nó gì đâu. Hả? Dạ đúng rồi. Thấy hồi giờ có bảo hành mà, nói sao kỳ vậy? Thấy người ta xe người ta bị trục trặc gì thấy tới đây sang nó sửa cho hết mà nó. Đúng rồi, nhưng mà tùy cái gì giờ sao anh có phút mình làm được mà lại kia nó bắt cái tiệm đi làm đúng không? À. Đúng chưa? Đúng rồi. Đó, câu chuyện là như vậy. À. 1824 giờ xe đẹp dữ ha. Lung linh luôn ha. Ghế Kubota đồ đẹp. Hầu như mấy xe này ít khi nào hư lắm. Thật. Chỉ có mình phá quá thôi. Chứ nó chạy bên Nhật bao nhiêu năm mà về vẫn còn nguyên sirin ngon lành cành đào. Bơm mới lạnh. Hả? Thấy giống xe mới mua hãng mới chạy lo bảo trì bảo hành với xe hơi phải bảo trì không bảo trì xài. Không vậy động cơ mà. Kể cả xe tay ga, xe tay ga mà chạy mà thí dụ như mà chừng khoảng 20.000 cây mình không thay dây Cora chạy nó ăn xăng ghê lắm. Nói như vậy đó, chứ anh đừng có nói cái gì. Xe AB á. Đó, ý là nói như vậy. Ủa bà thì cho người là vậy. Mình chạy cái tầng bốc. Anh thay dây Cora vô nè rồi anh xúc kim xăng nè, trời ơi nó chạy như xe mới, ngon lắm. Đúng rồi. Anh thay luôn bộ bố nồi luôn. Đúng rồi, đó. Quất vị chi hết triệu mấy. Đó, thì đó cái câu chuyện nó là như vậy. Chứ con mình đừng có nói xe mình chạy không chịu làm, chịu hành không kêu đúng không? Ồ, xe đẹp quá ha. Con này là 108 mã lực hả? Dạ đúng rồi, 185. Hả? Đúng rồi ạ. 108 mã lực chứ, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ủa, xe năng này bán luôn hả? Bán luôn anh. Xe năng này hàng bãi, hàng mới? Hàng mới 100% anh đặt ở Trung Quốc á. À, hàng mới 100% luôn. Dạ. Xe năng này thì bao nhiêu tiền? 200 mấy. 200 mấy là nó xúc được mấy khối? Con này khối mấy á. Hả? Khối mấy á. Con này 2 khối 8 em ơi. 928 2 khối 8. Hả?
phải không? À, không rành hả? Con này cũng M1 hả? 65. Nhưng mà ở đời này làm sát to ha. Ha. Làm sát to. Ừ. Nhìn cái xe nhìn nó giá trị, với lại nó cabin máy lạnh chứ. Bao máy lạnh hết chứ. 65 mã lực. Mà vỏ ốm hả? Thở chứ. Rồi ô xe đẹp để đây không? Ồ. Cái dòng Isuzu này giá nó rẻ mà nó ngon mà rẻ, nó to mà rẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Thí dụ con này 80 mã lực. Đó, mà giá nó lúc nào nó cũng mềm hơn những cái con, những cái dòng thí dụ Kubota đồ. Nhưng mà nó xài bền hơn, tốt hơn nha. Đúng rồi, nó lì. Ừ, nó ta tại máy Isuzu mà. Nó là hãng Isuzu mà. Thằng Isuzu ráng mấy cày cái bằng Isuzu. Rồi đây. Con 6340. 6340 nè. Rồi 7340 nè. 7340 rồi coi trong kia coi mấy con gì. Ủa, mà bữa mình đi qua này không được nè, đây đi lọt nè. Rớt xuống 4 kg. 6.300. Năm ngàn chín. Ở con Isuzu ra mấy ngàn vậy? Isuzu là 85. Hả? 80. 88 ngựa hả? Rồi con xe nâng kia có bán không? Có 4 tấn rưỡi hả? Ghê vậy. Xong mang ra ngoài chân mà để đây. Hả? Ai mua lấy hả? Không, ý là xong không để ngoài chân bán. Ngoài có rồi. Hả? 4 tấn à? 4 tấn. Ừ, con đó mấy trăm triệu ta? Tỷ không? Không tới đâu, mấy trăm à. Hả? Mấy trăm à? Mấy, 200 hả? 200 xíu. 150. 200. 250. Ờ, cái này của xíu. 4 tấn mấy? Ừ. 4 tấn đâu phải dạng vừa đâu. Mà xe nhãn hiệu gì vậy? Komatsu. Đúng à. Nghe nói xe nâng này trong vòng có Mitsubishi là rẻ nhất hả? Đúng rồi. Không. Komatsu là mắc mà. Ấy da. Ấy da, rồi được rồi. Cái gì bị gút đâu có dám ăn, đâu có dám. Bữa đi ăn đám cưới vậy tự nhiên bị đau, đau đi ra test thử máu bị gút, gút cái đâu có dám ăn ấy đâu. Ủa còn quay nữa nghỉ hả? Hả? À vậy hả? Rồi ok vậy đứng 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 chụp tấm hình coi, đứng bên này đúng rồi, đứng chụp hình cái này. Rồi ok ok. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0961796801. Gặp Mr. Sang ha. Còn Mr. Hải là 0907546106. Rồi rồi ok ok. Rồi. Hôm nay toàn ăn rau không.